Kính chào quý vị và các bạn. Quý vị và các bạn đang theo dõi phần điểm tin nhanh của Đài Truyền hình Việt Nam. Sáng nay tại trụ sở Trung ương Đảng đã khai mạc hội nghị lần thứ 3 Ban chấp hành Trung ương Đảng khóa 12. Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng đã có bài phát biểu khai mạc. Tại hội nghị Trung ương lần này, Ban chấp hành Trung ương sẽ thảo luận và quyết định về quy chế làm việc của Ban chấp hành Trung ương, Bộ Chính trị, Ban Bí thư, quy chế làm việc của Ủy ban Kiểm tra Trung ương, quy định thi hành điều lệ Đảng, quy định về công tác kiểm tra, giám sát và kỷ luật của Đảng, việc giới thiệu nhân sự lãnh đạo cấp cao của các cơ quan nhà nước và một số vấn đề quan trọng khác. Cùng ngày, buổi họp đầu tiên của Hội đồng đánh giá thiệt hại đã diễn ra tại thành phố Đồng Hới với 22 thành viên đại diện cho nhiều sở ban ngành của tỉnh Quảng Bình. Hội đồng có nhiệm vụ đánh giá chính xác giá trị thiệt hại sau sự cố môi trường trên tất cả các lĩnh vực bị ảnh hưởng trong thời gian sớm nhất, đề xuất giải pháp tổng thể để khôi phục sự cố và ổn định sản xuất trong thời gian quy định và thực tế ở các địa phương. Theo đánh giá ban đầu, thì với bờ biển dài 116 km, ngư trường rộng 20.000 km2, vì vậy thiệt hại về môi trường và nguồn lợi thủy sản hết sức to lớn. Ước tính đến hết năm 2016, thiệt hại của tỉnh Quảng Bình là khoảng 4.000 tỷ đồng. Theo Hiệp hội Chế biến và Xuất khẩu Thủy sản Việt Nam VASEP, thì giá trị xuất khẩu thủy sản 6 tháng đầu năm 2016 cả nước đạt gần 3,1 tỷ đô la Mỹ, tăng 3,8% so với cùng kỳ năm 2015. Hoa Kỳ, Nhật Bản, Trung Quốc và Hàn Quốc là 4 thị trường nhập khẩu hàng đầu của thủy sản Việt Nam. Tuy nhiên, thì các mặt hàng thủy sản sản xuất xuất khẩu chủ lực của Việt Nam có biến động về mạnh về giá. Giá cá tra nguyên liệu giảm xuống ở mức thấp nhất còn 19-20.500 đồng 1 kg. Dự báo trong thời gian tới thì thị trường cá tra nguyên liệu sẽ vẫn trầm lắng khi chưa có các đơn hàng ký mới xuất đi các thị trường như là Hoa Kỳ, Liên minh châu Âu, EU. Trong khi đó thì giá tôm nguyên liệu có xu hướng ổn định. Một tin vui với điện ảnh Việt Nam, bộ phim Cuộc đời của Yến vừa đạt giải phim hay nhất tại Liên hoan lần thứ 9, phim công chiếu quốc tế lần đầu Philippines 2016 do Hội đồng Điện ảnh Philippines tổ chức. Đây là một trong những sự kiện điện ảnh lớn nhất của Philippines nhằm vinh danh các tác phẩm điện ảnh và các nhà làm phim mới tiêu biểu đến từ khắp nơi trên thế giới. Theo ban tổ chức, ở hạng mục hay nhất có 5 bộ phim được đề cử đến từ 5 nước là Pháp, Tây Ban Nha, Malaysia, Philippines và Việt Nam. Và bộ phim Cuộc đời của Yến do Đinh Tuấn Vũ làm đạo diễn đã giành được giải thưởng danh giá này. Đây là giải thưởng quan trọng nhất trong các hạng mục tranh giải tại liên hoan phim này. Cuộc đời của Yến do hãng phim truyện Việt Nam sản xuất, xoay quanh đề tài tảo hôn và số phận người phụ nữ nông thôn Việt Nam những năm trước năm 1945. Tin quốc tế, gần 1.000 người ở Nhật Bản đã phải nhập viện trong vòng 2 ngày cuối tuần vừa qua do sốc nhiệt vì nắng nóng bất thường. Nhiệt độ ở một số khu vực của nước này đã lên tới 38,6 độ C. Còn trong ngày hôm qua thì 530 người đã phải nhập viện. Còn trước đó, hôm thứ Bảy cũng đã có 420 người phải nhập viện do nắng nóng. Nhật Bản từng đối mặt với nhiều đợt nắng nóng gây ảnh hưởng nghiêm trọng tới sức khỏe và đời sống của người dân. Năm ngoái, nắng nóng tại Nhật Bản cũng đã khiến hơn 100 người tử vong và 53.000 người phải nhập viện. Toàn bộ thi thể các nạn nhân bị thiệt mạng trong vụ máy bay mang số hiệu MS-804 thuộc hãng hàng không Ai Cập Egyptair rơi trên địa Trung Hải hôm 19 tháng 5 đã được tìm thấy. Ủy ban điều tra Ai Cập cho biết trong quá trình tìm kiếm tại vị trí máy bay rơi, các chuyên gia pháp y của Pháp và Ai Cập đã tìm thấy toàn bộ thi thể của 66 hành khách và thành viên của phi hành đoàn. Hiện tàu John Lesbry đang trên đường tới thành phố Alexandria của Ai Cập để chuyển giao thi thể nạn nhân cho cơ quan công tố và các cơ quan pháp y trước khi được đưa đi xét nghiệm ADN ở thủ đô Cairo. Và thông tin vừa rồi cũng đã khép lại phần điểm tin nhanh của chúng tôi. Cảm ơn quý vị và các bạn đã quan tâm theo dõi.